Chương 8. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này, có một người phung đến gần lại Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng, chắc có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu giơ tay giờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì người phung được sạch. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai, song hãy đi tỏ mình cùng thầy cả và dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để làm chứng cho họ. Khi Đức Chúa Giêsu vào thành Cabenum, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà tôi, đau đớn lắm. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ đến chữa cho nó được lành. Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Vì tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa. Tôi biểu tên này rằng: Hãy đi, thì nó đi. Biểu tên kia rằng: Hãy đến, thì nó đến. Và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc này, thì nó làm. Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi, lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương, tây phương sẽ đến, ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong nước thiên đàng. Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng thầy đội rằng: Hãy về, theo như điều ngươi xin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành. Đoạn Đức Chúa Giêsu vào nhà Phiro, thấy bà gia người nằm trên giường đau rét. Ngài bèn giơ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Esai đã nói rằng: Chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lắm ở xung quanh mình, bèn truyền qua bờ bên kia. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: Lạy thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết. Kế đó Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình biển nổi bão lớn, đến nỗi sóng dậy phủ thuyền, nhưng Ngài đương ngủ. Các môn đồ đến gần đánh thức Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, của gió và biển thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Đức Chúa Giêsu qua bờ bên kia rồi, tại xứ dân Gadara, gặp hai người bị quỷ ám ở nơi mồ đi ra, bộ dữ tợn lắm, đến nỗi không ai dám đi ngang qua đường đó. Chúng nó la lên rằng: Lạy con Đức Chúa Trời, chúng tôi với Ngài có can hệ gì chăng? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước kỳ không? Và khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu rằng: Nếu Chúa đuổi chúng tôi ra, xin cho nhập vào bầy heo đó. Ngài biểu các quỷ rằng: Hãy đi đi. Các quỷ ra khỏi hai người đó, liền nhập vào bầy heo. Tức thì cả bầy ở trên dốc núi nhảy xuống biển, thảy đều chết chìm dưới nước. Những đứa chăn heo bèn chạy trốn trở về thành, thuật các chuyện đã xảy ra và chuyện hai người bị quỷ ám nữa. Cả thành liền ra đón Đức Chúa Giêsu. Vừa khi thấy Ngài thì xin Ngài đi ra khỏi xứ mình.